Cái chương số 3 của toán 11, chương trình mới là cái phần ghép nhóm. Và cụ thể là trong cái bài học này thì thầy sẽ hướng dẫn các em chi tiết cách tìm trung vị. Cách tìm trung vị làm sao cho nó dễ nhất. Cách tìm tứ phân vị. Tứ phân vị. Đấy, tứ phân vị. Và thầy sẽ nói là tại sao tứ phân vị này chỉ có 3 cái điểm là Q1, Q2, Q3 trong cái tứ là 4. Đấy. Rồi thì đầu tiên, trước khi đi làm cái phần này đấy thì các bạn hiểu được bản chất của cái bảng ghép nhóm, tức là nhiều nhóm cộng lại gọi là ghép nhóm, được không nhỉ? Thì ở đây thì các bạn nhớ là luôn luôn người ta ký hiệu thế này này, cái ngoặc vuông thì đầu tiên là cái này là ngoặc vuông này, ngoặc vuông đấy, tức là thời gian sẽ là lớn bằng 9,5 phút và nhỏ hơn hẳn 12, gì đấy, thời gian t nhá, nhỏ hơn 12,5 phút. Nghĩa là có 3 học sinh dùng internet như thế này. Tương tự như vậy, thời gian ở cột này sẽ bắt đầu từ 12,5 và nhỏ hơn 15,5 phút. Đấy, các em hiểu cái bản chất nó thế, tức là bao giờ cũng là nửa khoảng nha, bao giờ cũng là nửa khoảng, được chưa? Và cái gì nữa đây, độ dài của mỗi nhóm là phải như nhau. Ví dụ 12,5 đến 9,5 độ dài là mấy? Là 3 đúng không? Độ dài là 3. Cuối trừ đầu thì ra độ dài là nhóm là 3 và các anh sẽ phải là 3. Độ dài nhóm này. Đấy, tức là độ dài nhóm là sự biến thiên giữa gì đây? Giá trị cuối trừ giá trị đầu. Độ dài nhóm. Độ dài nhóm kiểu là L. L được chưa? Độ dài kiểu L. Ở đây có mấy nhóm? Có 1 nhóm, có 2 nhóm, có 3 nhóm, có 4 nhóm, có mấy nhóm? Có 5 nhóm. Và chúng ta luôn dùng thức là R lớn bằng L trên K. Ở đây có 5 nhóm, tức là thầy có K bằng 5, được chưa? Độ dài nhóm là R. Là mấy? Độ dài nhóm ở đây là 3. Và L là sự biến thiên là gì? Biến thiên là cái giá trị lớn nhất là 24,5 trừ đi giá trị nhỏ nhất là 9,5. Đấy, bao giờ phải thỏa mãn điều kiện này nhé. Và R thầy bắt buộc phải là số gì đấy? Số nguyên. R thầy phải là số nguyên. Số nguyên. Đấy. Ví dụ thầy lấy là 24,5. Phân tích các em để khi mà các em gặp cái bài này các em xử lý rất dễ này, 24,5 trừ đi 9,5 và chia cho 5 là đúng bằng 3 chưa? Bằng 3. Đấy, bao giờ cũng có điều đấy. Ví dụ nếu trường hợp như này sao? Ví dụ nó bắt là tìm bài toán bắt tìm cái bắt tìm là nhớ lại R này là R là chiều dài nhóm nhá. Bắt tìm R, giả sử người ta bắt tìm R. Tìm R thì làm thế nào? Thì R nào? Nó dựa trên biểu thức là R lớn bằng L trên K. Giả sử em chia được là 2,1 chẳng thì R là mấy? R phải lấy số nguyên và dịch hẳn lên, lấy số 3. Chứ không phải lấy 2, được chưa? R phải là 3. R là 3. Đấy, thì các em hết sức chú ý về cái công thức này. L là sự biến thiên. L là sự biến thiên. Biến thiên là gì? Lấy giá trị lớn nhất trừ giá trị gì? Nhỏ nhất. Đấy. K là gì? K là số nhóm. Cái mẫu để K là số nhóm. Giá K số nhóm. Đấy, K số nhóm. Đấy. R là chiều dài nhóm, nghĩa là chiều dài nhóm là gì? Nhớ là các nhóm này chiều dài như nhau, chiều dài nhóm là giá trị lớn nhất trong nhóm, chiều giá trị nhỏ nhất trong nhóm gọi chiều dài nhóm. Đấy. Đầu tiên chúng ta phải hiểu về ý nghĩa như thế. Được chưa nhỉ? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái bài này. Bài này thì yêu cầu đối với các em đó là tìm trung vị và tứ phân vị, tìm trung vị và tứ phân vị, được chưa? Trung vị và tứ phân vị. Thì thầy sẽ hướng dẫn cho một cái cách hết sức đơn giản. Đơn giản như sau. Bước 1 là các em hãy tìm thầy là tổng số học sinh, tổng học sinh được khảo sát thì bằng bao nhiêu? Bằng 3 cộng 12 cộng mấy? Cộng 15 cộng mấy? Cộng 24 cộng 2 bằng 3 cộng 12 cộng 15 cộng 24 cộng 2. 3 cộng 12 cộng 15 cộng 24 cộng 2 bằng 56. 56. Tức là thầy có 56 học sinh được khảo sát. Này, 56 học sinh khảo sát. Vậy bây giờ chúng ta hãy chia thầy ra thành một cái trục số. Trục số đấy, cái phương pháp thầy là trục số nhá, chia ra là trục số. Thì ở dưới đây đó là số học sinh. Số học sinh, được chưa? Và bắt đầu chúng ta đi từ không học sinh. Không học sinh. Ở trên đây là nhóm, ở trên đây là thời gian, được chưa? Ở trên đây là thời gian,
bao giờ nó chia thành hai dòng, ở dưới có hai dòng. Đấy. Dòng trên thì ứng phía trên, dòng dưới ứng phía dưới. Số học sinh bắt đầu từ 0 và chúng ta sẽ tiến đủ 5 6 cái thôi. 0 đầu tiên là nhóm này có mấy học sinh, có 3 học sinh đó, tức từ 0 tiến đến 3. Thì còn 3 ở đây. Tiếp sau đó đến mấy? Không phải 12 đâu mà đến 15. 15 em phải cộng cộng dồn vào, 3 cộng 12 là 15. Tức là cái nhóm 2 sẽ lấy là 15 trừ 3 là có 12 học sinh. Và tiếp cộng tiếp vào 3 cộng 12 cộng 15 là mấy? 3 cộng 12 cộng 15. 3 cộng 12 cộng 15. Thì là 30. 30. 30. Tiếp theo cộng dồn tiếp cộng 24. Cộng 24. Ra 54. 54, ra 54. Đây. Và cộng 2 học sinh cuối ra 56. 56. Vậy bây giờ các em hiểu ý nghĩa thế này này. Cái nhóm 1, cái nhóm 1 đây đúng không? Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5. Vậy nhóm 1 có 3 học sinh, tính từ 0, từ số học sinh 0 đến số học sinh đến học sinh 3 đúng không? Có 3 học sinh mà từ bắt đầu từ số 0 đến số 3. Đây nhóm 1. Nhóm 1. Tiếp theo nhóm 2 là có 12 học sinh là từ 3 đến 15. Nhóm 2. Nhóm 3 là từ bao nhiêu? Từ 15 đến 30 là có 15 học sinh, nhóm 3. Các em nhìn bảng kia. Nhóm 4, 24 học sinh là từ 30 đến 54. Nhóm 5, 54 đến 56. Được chưa? 56 nhóm 5. Đấy. Như thế. Và từng cái một, khoảng thời gian của nhóm 1 truy cập internet là thời gian sẽ bắt đầu từ 9,5 và nhỏ hơn hẳn 12,5 phút vì không giống bằng hoặc đơn không giống bằng nhá. Nhóm 2 thì bắt đầu từ 12,5 và nhỏ hơn hẳn 15,5. Được chưa? Nhóm 3 bắt đầu từ 15,5 và nhỏ hơn hẳn 18,5. Nhóm 4 bắt đầu từ 18,5 và nhỏ hơn hẳn 21,5. Nhóm 5 bắt đầu từ 21,5 và nhỏ hơn hẳn 24,5. Đấy. Bây giờ trung vị từng cái một, phân tích em từng cái một, trung vị là cái gì? Trung vị là chính giữa, gọi là trung vị. Vậy bây giờ thầy làm như sau, tìm cái trung vị nhá. Thầy có số học sinh 56 đúng không? Vậy tìm trung vị, cái phương pháp trung vị qua chính giữa. Vậy làm như sau, em lấy 56 em chia 2. Nhớ đây có một số trường hợp lẻ, kệ nó, kể 57 học sinh chia 2 ra lẻ cũng là lấy lẻ hết. 56 chia 2 bằng 28. Được chưa? Vậy suy ra trung vị. Trung vị. Trung vị là gì thì viết tắt nhá, trung vị. Viết tắt cái từ trung vị năm nằm ở bao nhiêu? Nằm ở số, nằm ở học sinh thứ 28. Kể cả lẻ cũng được nha. Ví dụ em lấy là có 59 học sinh em chia 2, hay là 57 học sinh chia 2 lẻ cũng được, em để nguyên lẻ không nằm tròn gì cả. Nằm ở học sinh thứ 28. 28. Tức là cái thời gian truy cập internet của học sinh thứ 28 ở trung vị. 28 vậy nằm ở đây, đâu đó chỗ này, 28 đây. Được chưa? Rồi. Vậy trung vị chính là thời gian dùng internet của học sinh thứ 28. Thì trung vị ký hiệu là ME. ME được chưa? ME. ME bằng gì? Thì các em nhìn này, thời gian truy cập internet của học sinh thứ 28 chắc chắn là nó sẽ chạy từ đâu? Chạy từ 15,5 phút đến 18,5 phút trong khoảng này. Đấy. Vì nó nằm trong nhóm 3 mà, nhóm 3 đúng chưa? Đấy, nhóm 3. Nhưng mà kiểu gì thời gian nó cũng sẽ lớn hơn 15,5 phút và kiểu gì cũng nhỏ hơn 18,5 phút. Đúng chưa? Vậy trung vị là thời gian của học sinh thứ 28 thì chắc chắn thời gian đó sẽ lớn hơn con 15,5. 15,5. Vì học sinh đó nằm ở giữa nhóm này mà, nằm ở khoảng đâu đó thế này mà. Đấy. Chỉ học sinh ở đầu ấy thôi thì thời gian mới hết 15,5 phút đúng không? Học sinh ở cuối mới hết là 18,5 phút. Học sinh ở đầu này, thời gian hết 15 phút này, 15,5 phút này. Học sinh ở cuối này hết 18,5 phút này. Vì trung vị nằm đâu đó ở giữa. Đâu đó ở giữa. Vậy thời gian của học sinh thứ 28 nhá sẽ là 15,5 cộng cộng cái gì? Thì bây giờ như sau. Em sẽ lấy là cả cái khoảng nhóm 3 này, cả khoảng thời gian của nhóm 3 này. Khoảng thời gian của nhóm 3 chính là gì? 18,5 em trừ đi 15,5 thì ra được khoảng thời gian của cả nhóm 3 này. Dù hết bao nhiêu phút. Nhóm 3 này là có 15 người. Và thời gian truy cập internet sẽ là 18,5 trừ đi 15,5. Nó ra tổng thời gian của nhóm 3 đúng không? Tổng thời gian nhóm 3. Và thầy chia cho số học sinh.
số học sinh của nhóm 3. Học sinh nhóm 3 có mấy người? Học sinh nhóm 3 có 15 người thì chia cho 15 người. 15 người. Đấy. 15 người. Nhắc lại nhá, thầy phải ghi đây từng cái ý nghĩa một. 18,5 trừ đi 15,5, các em hiểu con số này là gì? Cái số này chính là gì đây? Cái số này là tổng thời gian dùng internet của cả nhóm. Thầy viết tắt chữ tổng nhá. Tổng thời gian dùng internet của cả nhóm. Tổng thời gian, tổng thời gian dùng internet của cả nhóm, dùng internet của cả nhóm. Cái chia 15 để làm cái gì? Chia 15 để làm gì? Chia 15 để ra là 15 là số học sinh, 15 là số học sinh cả nhóm. Vậy thời gian của cả nhóm chia học sinh số cả, thời gian dùng internet của cả nhóm chia cho số học sinh của cả nhóm thì ra được thời gian trung bình của một học sinh. Đúng không? Các mình hiểu ý nghĩa như thế, tức là 18,5 mà trừ đi 15,5 chia 5 là chia 15 thì ra là thời gian dùng trung bình của một học sinh. Thời gian dùng internet, viết tắt nhá, internet của một học sinh, của một học sinh. Được. Trung bình thôi, thời gian dùng internet trung bình của một học sinh. Đấy, thời gian dùng internet trung bình của một học sinh. Rồi, tiếp theo học sinh thứ 28 sẽ cách học sinh thứ 15 là bao nhiêu? 28 sẽ cách học sinh 15 là bao nhiêu học sinh? Là 13 học sinh. Đúng chưa? Vậy em sẽ nhân với là 28 trừ 15 ở đây. Thế cách 13 học sinh đấy, thì em lấy thời gian trung bình nhân với 13, phải ra được trung vị. Ra được trung vị. Chưa? Phải ra trung vị ngay. Trung vị ngay thì chúng ta sẽ đấy, bản chất nó rất dễ là 15,5 nhân với phân số này 18,5 trừ đi 15,5 trên 15 nhân với 28 trừ 15 ra là 40,3. Ra 15,5 cộng chứ, cái này cộng, giật mình sao lại lớn thế, cộng các bạn, cộng này. Tức là học sinh thứ 28 thì dùng hết 18,1 phút vào mạng. Hãy truy cập 18,1 phút vào mạng. Đấy gọi là trung vị. Đấy gọi là trung vị. Nhắc lại nhé, trung vị em chỉ việc lấy là tổng số học sinh, em tính xem là hàng dưới cộng hết vào được bao nhiêu học sinh. Và em chia đôi, em cứ chia đôi bình thường, lẻ kệ nó, lẻ kể cả 59. 59 em chia 2 ra, 59 chia 2 là mấy? Là 20 mấy nhỉ? 29,5. Thì học sinh thứ 29,5. Đừng làm tròn nhá, nhớ đừng làm tròn. Đấy. Vậy như bài này thì cộng hết vào được 56 học sinh chia 2 là 28. Vậy thời gian dùng internet của học sinh thứ 28 chính là trung vị. Được chưa? Và học sinh thứ 28 sau khi thầy dùng trục số thì nhìn ngay, à, học sinh thứ 28 chắc chắn nằm ở nhóm 3. Nhóm 3. Đấy. Và thời gian dùng internet của học sinh thứ 28 chắc chắn sẽ phải lớn hơn 15,5. Vì 15,5 là dành cho học sinh đứng đầu nhóm. Học sinh thứ 28 đứng cuối nhóm rồi. Đấy, thì chắc chắn thời gian sẽ lớn 15,5. Vậy trung vị là gì? Trung vị của bài này chính là thời gian dùng internet của học sinh thứ 28. Và thời gian đó kiểu gì lớn 15,5. Vậy em sẽ lấy 15,5 cộng. Cộng bao nhiêu? Để bắt đầu em nhìn đây, cộng bao nhiêu? Nhìn đây. Cộng bao nhiêu? Cộng bao nhiêu? Thì chúng ta lấy sau, chúng ta sẽ lấy là 18,5 trừ đi 15,5. Ra được tổng thời gian dùng internet của cả nhóm 3. Được chưa? 18,5 trừ đi 5,5 ra được tổng thời gian dùng internet của cả nhóm 3. Và thầy chia cho 15 học sinh thì ra thời gian dùng internet trung bình của một học sinh. Trung bình của một học sinh, thời gian dùng internet trung bình của một học sinh. Được chưa? Đấy. 18,5 trừ 15,5 chia 15 thì ra thời gian dùng internet trung bình của một học sinh nhóm 3. Mà học sinh thứ 28 cách học sinh đầu nhóm 3, tức là cái học sinh thứ 15 ấy là 13 học sinh. 28 cách 15 chính là 13 học sinh. Chính là 13 học sinh. Vậy thầy sẽ lấy thời gian trung bình của một học sinh nhóm 3 nhân với con số 13. Tức là nhân với 28 trừ 15 ấy. Đấy, cộng hết này vào thì ra được 18,1 phút. Đấy gọi là trung vị. Được chưa? Đấy gọi là trung vị. Rồi, còn tứ phân vị thế nào? Vẫn dùng cột đi, tứ phân vị. Các em mình dùng tứ phân vị thế này cho nó dễ này. Tứ phân vị như này để thầy chỗ kẻ ra này. Tứ phân vị, giả sử rằng thầy có một cái đoạn thẳng này. Đoạn thẳng này. Bên trên đây tồn tại 3 điểm. Trên đây tồn tại 3 điểm Q1, Q2, Q3. Sao cho chia,
cái đoạn thẳng này thành bốn đoạn bằng nhau, bốn đoạn bằng nhau, thì ba cái điểm này được gọi là tứ phân vị. Ba điểm mà chia đoạn thẳng thành bốn đoạn bằng nhau thì gọi là tứ phân vị. Hiểu vấn đề không nhỉ? Ba điểm chia đoạn thẳng thành bốn phần bằng nhau thì gọi là tứ phân vị. Đấy, thì các em nhận ra ngay trung vị của nhóm chính là tứ phân vị. Trung vị của nhóm chính là tứ phân vị. Đấy, cái thằng trung vị có phải ở giữa nhóm không? Trung vị nó ở giữa nhóm đúng chưa các em? Trung vị ở giữa nhóm. Vậy trung vị chính là một trong ba tứ phân vị. Trung vị chính là một trong ba tứ phân vị. Và cụ thể trung vị chính là Q1. Vậy ME chính là Q1 và không cần được tính, tính vẫn Q2 thôi. Vậy Q2 là gì? Các em hiểu Q2 là gì? Q2 là một cái điểm nằm giữa, nằm giữa gì? Giữa điểm, giữa giữa cái điểm ngoài cùng của này. Q2 là điểm nằm giữa gì đấy? Giữa 0 và Q1. Q2 nằm giữa 0 và Q1. Giữa 0 và Q1. Đấy, Q3. Q3 đúng không? Q2 là điểm nằm giữa giữa A và Q1 đi. Q3 là điểm nằm giữa gì? Q1 và Q và B. Đấy. Q2 tứ phân vị Q2 là điểm nằm giữa A và Q1. Tứ phân vị Q3 nằm giữa Q1 và B. Đấy. Tức là tứ phân vị là ba cái điểm đặc biệt nó chia đoạn thẳng thành bốn đoạn. Nhắc lại nhá, tứ phân vị là ba điểm đặc biệt chia đoạn thẳng đã cho thành bốn khoảng bằng nhau. Chia đoạn thẳng đã cho thành bốn khoảng bằng nhau. Đấy. Tứ phân vị chỉ có ba điểm thôi. Quân hiểu tứ đây là bốn, bốn đây là bốn gì? Là bốn khoảng bằng nhau trên cái đoạn thẳng cho trước. Đấy. Bốn khoảng bằng nhau trên đoạn thẳng cho trước gọi tứ phân vị. Ba điểm, ba điểm mà chia đoạn thẳng thành bốn khoảng bằng nhau thì gọi tứ phân vị. Đấy thì là nhớ này, bây giờ nó chia đều ra thì chắc chắn là Q1 sẽ nằm ở giữa, và Q1 nằm giữa thì chính là gì đây? Là trung vị. Vậy là Q1 luôn luôn là trung vị, không cần tính Q1 nữa, xong rồi. Q2 nằm giữa A và Q1, Q3 nằm giữa Q1 và B. Và cụ thể luôn vào bài này, chúng ta ứng dụng ta làm. Tìm Q2 kiểu gì? Nhìn cái phương pháp này đây, tìm Q2 kiểu gì? Tìm Q2 kiểu gì? Chúng ta có trung vị của nhóm nằm ở trong học sinh thứ 28 hay Q1 nằm ở học sinh thứ 28. Q1 ME như nhau nhé, vì bằng nhau. Vậy bây giờ Q2 tứ phân vị Q2 tìm của gì? Q2 sẽ nằm giữa giữa học sinh số 0 và học sinh 28. Vậy tìm Q2 của gì? Em làm phương pháp như sau, em làm phương pháp như sau. Em lấy 0 đầu này cộng cuối này, 0 cộng 28 và chia 2 ra được 14. Vậy Q2 nằm ở học sinh thứ 14. À 14 nằm trong khoảng giữa 3 và 15. Q2 nằm đây. Q2 nằm chỗ này. Đấy, Q2 nằm chỗ này. Được chưa? Q2. Q2 nằm ở học sinh thứ 14. Học sinh thứ 14. Q2 nằm ở học sinh thứ 14. Được chưa? Q2 chính là thời gian dùng internet của học sinh thứ 14. Và học sinh thứ 14 thì nằm ở nhóm 2. Nhóm 2. Tương tự như vậy, Q3 nằm ở đâu? Q3 là nằm ở giữa học sinh thứ 28 và học sinh 56. Thì tìm Q3 của gì? Em lấy cuối là 56 cộng đầu là 28 cộng khoảng giữa này, chia mấy? Chia 2. 56 cộng 28 chia 2. 56 cộng 28 chia 2 thì ra là 42. Ra 42. Vậy Q3, Q3 chính là nằm học sinh 43. 43 nằm ở giữa 30 và 54. Vậy Q3 đây. Và chính là thời gian dùng internet của học sinh thứ 43. Rồi, quay trở lại nhé, chúng ta sẽ tìm Q2 nhé. Q2 thời gian tìm dùng internet của học sinh thứ 14 thì chắc chắn nó sẽ lớn hơn 12,5. Vậy sẽ là 12,5 cộng. Cộng cái gì? Em sẽ lấy 15,5. Các em trừ đi 12,5 ra thời gian dùng internet của cả nhóm, nhóm 2. Và em chia cho nhóm 2 có bao nhiêu học sinh? Nhóm 2 có 12 học sinh. Nhóm 2 có 12 học sinh. Vậy ra được thời gian trung bình của cả nhóm. Và học sinh thứ 14 thì cách học sinh đầu nhóm là 11 người. Học sinh thứ 14 cách học sinh đầu nhóm là 11 người. Vậy em nhấn con 11 rồi đây. Con 11 này. Học sinh thứ 14 cách học sinh đầu là 11 người. Và nhân 11 rồi đây. Tức là 14 chữ 3 đấy. Đấy. Vậy ra là Q2 bằng
12,5 cộng 15,5 trừ đi 12,5. Cái tỷ số này chính là thời gian dùng internet trung bình của cả nhóm 2. Tại sao nhân 11? Vì học sinh thứ 14 cách học sinh đầu nhóm là 11 người. Vậy muốn ra được thời gian của học sinh thứ 14 thì phải nhân 11. Học sinh thứ 14 cách học sinh đầu nhóm là 11 người, vậy nhân 11. Đấy. Vậy ra là 15,25, 15,25. Làm được chưa? Phút. Đấy. Tiếp theo Q3. Q3 là một cái gì? Q3 là thời gian dùng internet của học sinh thứ 43. 43 nằm ở nhóm 4. 43 là nhóm 4. Vậy chắc chắn một điều là nhóm 43 nhóm 4 đấy, đúng không? Là nhóm 4 đây đấy. Thì thời gian dùng internet của học sinh thứ 43 chắc chắn sẽ lớn hơn 18,5. Và em cộng cộng cái gì? Em sẽ lấy là 21,5. Các em trừ đi 18,5. Ra thời gian tổng thời gian dùng internet của nhóm 3 à nhóm 4, tổng thời gian dùng internet của nhóm 4 và chia cho số học sinh của nhóm 4 là 24 người. Ra thời gian trung bình, cái thương số này chính là thời gian trung bình của cả nhóm 4. Và học sinh thứ 43 cách học sinh đầu nhóm là 13 người. 43 trừ 30 là 13 người. Vậy nhân 13, vậy ra bài toán xong. Đấy. 18,5 cộng với là 21,5 trừ đi 18,5 trên 24 nhân 13. 20,125. 20,125, được chưa? 20,125. Cách làm mình thử phút. Thầy cho ba ví dụ mà thầy hy vọng là thông qua ba ví dụ này các em sẽ làm bài toán đơn giản. Bây giờ tương tự như vậy, chúng ta sẽ kẻ trục nhé, kẻ trục như vậy. Ok, luyện tập 2, luyện tập 3 trùng nhau thôi. Vậy làm luyện tập 2 là xong. Nghĩ là hai ví dụ này cũng được rồi. Vẫn là đi tìm trung vị và tứ phân vị nhé. Các em kẻ trục bình thường nha, các em đầu tiên các em kẻ thành một cái trục ra. Trục số này, trục số ra. Và sẽ có hai cái dòng cần quan tâm. Ở đây số lần giao đúng không? Vậy chúng ta ở đây số lần. Số lần. Số lần. Ở trên đây tốc độ là V. Vậy số lần giao bắt đầu từ con số 0 cộng hết vào, cộng hết vào là 18 cộng 28 cộng 35 cộng 43 cộng 41 cộng 35. Tổng hết đây vào, tổng hết vào sẽ là bằng bao nhiêu? Tổng hết bằng. Đây số lần giao 18. 18 cộng 28 cộng 35 cộng 43 cộng 41 cộng 35. À, ra là 200. Vậy có tất cả 200 lần giao bóng. 200. Có 200 lần giao bóng. Và chúng ta sẽ tính từ lần giao bóng số 0 đầu tiên. Đấy. Và ở đây mấy nhóm? Nhóm 1, nhóm mấy? Nhóm 2, nhóm mấy? Nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6. Nhóm 6 được chưa? Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6. Nhóm 1. Nhóm 1 thì có 18 lần giao. Vậy từ 0 đến 18. Nhóm 2 là mấy? Thì em phải lấy 18 cộng 28. Từ 18 đến 28 em cộng vào. 18 cộng 28 là 18, em cộng 28. Nhóm 2 là nhóm 2 có 28 lần giao đúng không? 28 lần giao đó được tính từ 18 đến 46. 18 đến 46. 6. Đây là nhóm 1. Nhóm 1, đây là nhóm 2. Tiếp theo em lấy 46 cộng 35. Đó, cộng 35 là 81. Vậy nhóm 3 là từ lần giao thứ 46 đến lần giao thứ 81. Đây nhóm 3. Tiếp theo 81 cộng mấy đây? 81 cộng 43, 81 cộng 43. Là 124. Lần giao thứ 4 là từ 81 đến 124. Tiếp theo 124 cộng với là 41. 165. Đây là thời gian của nhóm 5. Và nhóm 6 em lấy 165 cộng 35 ra đúng 200 thì đúng. 165 cộng 35 đúng 200. 200. Đây là thời gian giao bóng của nhóm 6. Rồi, đấy là cái số lần giao bóng thì chúng ta sẽ cho chạy từ 0 đến 200. Được chưa? Chúng ta có 6 nhóm. Ở trên đây tốc độ
trên đây tốc độ, chúng ta sẽ chú ý tốc độ là trên đây tốc độ đúng không? Trên đây tốc độ thì tốc độ sẽ bắt đầu từ bao nhiêu? Lớn bằng 150, khoảng 150 đến bao nhiêu? Đến 155. Thế là con số 155 đi. Đấy, cái chỗ này sẽ là 155. 155. Được chưa? Tiếp theo, cái nhóm nhóm 2 từ 155 160. 160 nằm đây này. Bên đây nó khoảng, bên đây nó khoảng vuông. Đấy. Được chưa? Cái này các em có thể ký hiệu lại, em cho đẩy 9,5 ra đầu này, 12,5 ra chỗ này cũng được. Đấy, nhìn cho nó đỡ rối. Đấy. Tiếp theo, nhóm 3 đúng không? Nhóm 3 là 160 đến 165. 160 165. 165. Tức là các em phải hiểu thế này này, tại học sinh thứ 46 đấy, tại học sinh thứ 46, được chưa? Tại học sinh thứ 46. Học sinh thứ 46 à, tuyên quên nhầm, tại lần giao bóng thứ 46 sẽ nằm ở nhóm mấy? Lần giao bóng thứ 46 thì sẽ nằm ở nhóm mấy? Ở nhóm 3 trước của nhóm 2. Vì ở lần thứ 46 là người ta chỉ lấy ngoặc ngoặc đơn ở bên nhóm 2 thôi, nhưng mà lấy ngoặc vuông bên nhóm 3. Đấy. Lần giao bóng thứ 46 này, lần giao bóng thứ 46 này thì nằm ở nhóm 2 giống của nhóm 3. Vì tại cái lần giao bóng thứ 46 này ở nhóm 2 thì lấy gì? Ngoặc đơn, tức là không lấy dấu bằng ở cho 46 này. Còn nhóm 3 thì lấy ngoặc gì? Ngoặc vuông là lấy dấu bằng. Nhá. Yeah. Tiếp theo 124 nằm ở nhóm mấy? 124 đây. 165 đến 170, 170 đây. 170. Vậy chỗ lần giao bóng thứ 124 thì là sẽ có tốc độ là 170. Được chưa? Đấy. Và ngoặc đơn bên nhóm 4 và ngoặc vuông bên nhóm 5. Tức là lần giao bóng thứ 124 thì bản chất là thuộc nhóm 5, không phải thuộc nhóm 4. Vì ở chỗ nhóm 4 không lấy dấu bằng ở đó. Nhóm 5 là từ 170 đến 175. 175. Tiếp vào nhóm cuối 175 đến 180. 180. Dạ. Tức là các em hiểu là lần giao bóng thứ 200 thì tốc độ nó chỉ nhỏ 180 chứ không bằng 180. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm trung vị. Thì phương pháp như thế này. Trung vị đúng không? Trung vị thì em nhìn cái cột ở dưới, trung vị của nhóm từ cái một nhé, trung vị của nhóm. Trung vị nhóm là gì? Là tốc độ giao bóng. Tốc độ giao bóng. À, lần giao bóng bao nhiêu? 200 chia 2. À, lần giao bóng. Bóng 200 chia 2 tức là 100. Lần giao bóng thứ 100. Đấy, trung vị của nhóm là tốc độ giao bóng ở lần giao bóng 200 chia 2 lần tức là 100. Em lấy cái tổng số lần giao bóng chia đôi ra được trung vị 100. Bây giờ cái kiểu trục số đây 100, em nhìn 100 nằm chỗ này. 100 trục số nằm 100 sẽ nằm giữa 81 124, 100 rô chỗ này. Chào. Chưa? Trung vị là ME và ME chính là Q1 là Q2. ME sẽ là Q2 nhé, ở trên đây thì có ký hiệu ấy đâu, cẩn thận mình nhầm. ME là Q2, Q2 thằng nằm giữa, sorry, Q2 đây, ME Q2. Đấy, ME Q2. ME là Q2 nhé, cái thằng nằm giữa của Q2, nằm giữa của Q2. Q2. Và cái này gọi là Q mấy? Q1, cái này gọi là Q3. ME nằm giữa đây Q1, Q2, Q3. Đấy, các em sợ thầy một chút, quên mất không, ý đoạn này. 1, 2, 3. ME chính là Q2, ME chính là Q2. ME chính là Q2. Vậy Q2 tìm của gì? Đấy, tốc độ của lần giao bóng thứ 100 là Q2 và tốc độ đó bây giờ bắt đầu nhìn của tốc độ. Tốc độ đó kiểu gì cũng sẽ lớn hơn 165. Vậy sẽ là 165 cộng cộng. Em sẽ lấy là gì đây? 170 trừ đi 165. Vậy ra được cái tổng tốc độ đó, ra được cái tổng tốc độ của cả nhóm này là bao nhiêu? Và em chia trung bình cho số học sinh nhóm này, nhóm 4 mấy học sinh đây, nhóm 4 là có 43 học sinh, chỉ 43 học sinh, 4 là 43 học sinh. Và đây là tốc độ trung bình của cả tốc độ trung bình của một người trong nhóm 4. Đây là tốc độ trung bình của một người trong nhóm 4. Cái phân số này chính là tốc độ trung bình của một người trong nhóm 4. Mặt khác, từ học sinh 81, từ học sinh đầu nhóm đến học sinh thứ 100 thì cách nhau là 19 người. Các bạn nhân 19 vào đây thì ra được Q2. Sorry các em nhé, cái phần trung vị nó là Q2 nằm giữa nhóm. Được chưa? Q1, Q3 các em sửa lại thôi. Cách nào cũng thế.
Quy 1 đầu nhóm này, quy 3 ở đây này, quy 1 đây, quy 3 đây. Còn quy 2 nằm giữa, được gọi trung vị, giữa nhóm mà, gọi trung vị. Trung vị chính là quy 2. Tứ phân vị là quy 1, quy 2, quy 3. Đấy. Thì sẽ là bao nhiêu? 165 cộng với phân số 170 trừ đi 165 trên 43 nhân tiếp 19. Ra là 167,209 km trên giờ. Và cái này chính là trung vị ME. Được chưa? ME. Ở Q1 nằm ở đâu các em? Q1 nằm đâu? Q1 thì sẽ nằm ở giữa lần giao bóng thứ 0 và lần giao bóng thứ 100. Vậy phương pháp là gì đây? Thầy đấy 0 cộng 100 chia 2 và bằng bao nhiêu? 50. Vậy 50 đúng không? Vậy Q1 nằm ở lần giao bóng thứ 50, 50 nằm ở giữa 46 và 81, 50 đâu rồi chỗ này? Thì gọi Q1. Đấy. Q1 là 50 lần giao bóng thứ 50. Vậy tương tự Q1, tốc độ Q1 kiểu gì cũng lớn hơn bao nhiêu? Lớn hơn 160. 10. Các em nhìn nhóm 3 nhá, và cộng với bao nhiêu đây? Em lấy 165. Em trừ đi 160. Ra tổng tốc độ giao bóng, ra tổng tốc độ giao bóng. Và em chia cho nhóm 3 có mấy học sinh? Nhóm 3 có 35 học sinh, em chia 35 học sinh. Ra tốc độ trung bình của một người, cả cái ngoặc này tốc độ trung bình một người. Và em nhân cái gì đây? Từ học sinh thứ 46 đến 50 là cách nhau là mấy người? 50 trừ 46 ra là 4 người. Bằng 160 cộng với 165 trừ đi 160 trên 35 nhân với 50 trừ 46 160,57. Rồi. Q3 tương tự như vậy. Q3 nằm ở đâu đây? Q3 là em sẽ lấy là số 100 cộng với 200 chia 2. 100 cộng với 200 chia 2 là 150. 50. 150 sẽ nằm chỗ nào? 150 nằm trong khoảng từ 124 165. 150 nằm khoảng này. Thế lần giao bóng thứ 150 chính là Q3. Chính là Q3. Q3 làm tương tự Q3. Qua tương tự Q3. Chúng ta có Q3. Tốc độ giao bóng của lần của Q3 là tốc độ giao bóng của Q3 chính là tốc độ giao bóng thứ 150. Chỗ này 150. Đấy, thì sẽ là kiểu diễn lớn 170 rồi, vì nó nằm trong khoảng 170-175 mà. Cộng với 175 trừ đi 170 chia cho nhóm 4 này là có 43 học sinh. Nhân với em lấy 150 trừ 24. 150 trừ 2 124. Chưa? Vậy ra là Q3 hết bài toán. Đấy, thì đây là cái bài liên quan đến trung vị và tứ phân vị. Thì nghĩ là chúng ta không cần cái công thức dài dòng, ta vẫn làm rất là dễ những bài này. 70 nhé. Và 150 trừ 124 đi nhỉ, cẩn thận nhầm. 150 173 vậy 023 173,023 173,023 km trên giờ. Chưa? Đấy. Thì đây là các em theo dõi về cái video này thì các em sẽ giúp các em tìm trung vị và tứ phân vị, cái phần gọi là khó nhất của chương số 3 này, phần ghép nhóm. Còn lại tất cả phần khác thì rất là dễ, không có gì cả. Sau đó thì sau video này, đó là video liên quan đến là giới hạn của dãy số và hàm số của tính liên tục. Chào các em. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy nhé. Chúc các em học tốt.